dạ em minh xin chào các bác xin chào mọi người nhé đang theo dõi trên kênh youtube của mình audio sài gòn dạ hôm nay thì em tiếp tục cập bến thêm được những món đồ mình đã siêu tầm đấy bạn hàng đã gửi về máy rất là đẹp ở đây thì em có âm ly đèn chi chi o ạ model là trv 34 mươi bốn máy thì từ siêu thị nhật về chỉ có tiếc là không có thùng xốp thôi mà gỗ zin nguyên bản máy đẹp mà chỉ có thiếu thùng xốp thôi đối với đời GOD 34 SE này thì cấu hình sẽ chạy 4 bóng L34 3 bóng rè 3 bóng rè với phần kích thước cũng như là tất cả những thông số thì đều y chang với người anh em là KT88 Đấy, ở phía sau này là chiếc KT88 model là TRV 88 SE đó, chạy y chang nhưng mà chỉ có xài khác nhau là bóng kt 88 ạ cũng là bóng chi bóng zin theo máy ạ đó thì cái này thì hãng họ sản xuất ra là với hai mô đun này để cho đáp ứng với những đôi tai khác nhau những lựa chọn yêu thích khác nhau thì tất cả đều có một cái chất âm và cái hay riêng thì về đợt này em về hàng mà đẹp lắm và mức giá cũng rất là mềm dễ chơi các bác Dạ với chiếc 34 SE đẹp xuất sắc như thế này Bóng zin toàn bộ theo máy ạ Em giao lưu với các bác chỉ 21 năm thôi các bác nha Mức giá cực kỳ là là mềm ạ Cho một con âm ly đèn rất là đẹp Nổi tiếng với màu đỏ Đấy, Màu đỏ may mắn thế này dạ. Hay Còn đối với mặt KT88 này này Thì hiện tại em có mức giá chỉ có 23,8 thôi Đó. Giá rất là mềm nha các bác Dạ, tổng hợp thêm thì có một chiếc uh, cung cập bến nữa là chiếc uh, sân sui uh, hết số sân xui se9 chiếc này chỉ đẹp thiếu thùng xốp thôi hoạt động hoàn hảo đây là cái mô cuối cùng và của hãng sân xui là lớn nhất đấy ạ. trong cái mô của nó là se9 này là chỉnh equalizer những cần kia là tự động ạ. cái này thì em có rất là nhiều bài nhiều bài đăng test về cái con equalizer se9 hết số này của hãng sân Xui Giá thì đợt này của giá cũng mềm ạ à, 8 ,3 triệu 3 Năm à, Năm 570 thì em sẽ quay sau nhé Năm 70 với con đầu cối tách 6.100 MK2 này Em sẽ quay sau Trước khi dừng video thì em cũng Có thêm một à, à, Chiếc âm ly cũng rất là đẹp ạ à, Rất là hiếm ạ à, Của hãng Maxin Tốt à, Model là MA6450 Chiếc này cũng vừa mới về trong à, hôm nay Đấy. con này cũng chỉ có gọi là đẹp thiếu thùng xốp thôi, Đấy các bác nhắc đến Maxin Top thì thật sự là không chỉ người chơi mà bản thân em cũng rất là yêu chuộng cái hãng này, Đấy, hãng họ làm hãng của Mỹ này họ làm rất là đẹp, à, hai mắt mắt ngọc xanh này, à, con này thì em sẽ dành video test sau nhé, con này thì hiếm lắm nhắc đến Maxin Top thì, thì thì thông thường chúng ta sẽ nghĩ đến là một cái 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 chiếc âm ly nó ở phân khúc tầm cao Đấy, tầm trên 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 trung bình một tí bình dân một tí thì thì bữa nay em về con này nó đẹp như thế này và mức giá rất là mềm dạ, dễ chơi đánh những dòng di bel tan noi rất là hay đó ma sáu bốn thì em có mức giá là 48 mươi tám 48 triệu ạ à. dạ siêu tốt ạ đó và ngoài ra thì có thêm hai chiếc âm ly power của hãng Bot nhá hàng xịn so của Bot ạ các bác về ghép bốt để nghe nhạc karaoke gia đình vừa nghe nhạc vừa karaoke đáp ứng công suất tốt này chất âm hay này Đây, em về được hai chiếc cái này là bốt này mô là 1004 này 1406 La mã nhá Đấy, 300w một kênh nếu mà chúng ta đánh btl thì công suất là 600w ạ, một kênh chỉnh độc lập từng loa một em về được hai con đẹp Đấy, một con nào cũng 9 đến 10 điểm hết ạ, à. rất là đẹp. Đó, con này thì à, em có mức giá chỉ có 8 triệu 500 một chiếc thôi. Các bác về đánh bầu đánh gì vừa nghe nhạc vừa karaoke gia đình. Đấy, thích thì kẹp kẹp hai cặp bốt chơi cũng được. Đấy, hoặc là đánh với những dòng bốt 601 series 3 cũng rất là ok. Đấy, 8 triệu 500 một con. Đấy, bác nào lấy cả cặp này chơi thì quá ok luôn. Đó là những cái món đồ mới cập nhật bên em thì bác nào có nhu cầu mua sắm ủng hộ em Minh thì các bác alo trực tiếp cho em theo số điện thoại trên bài đăng nhé em xin chân thành cảm ơn